Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, mới đây ngày 15 tháng 6 năm 2020, một vệt ánh sáng màu xanh vừa lóe sáng ngoạn mục trên bầu trời Australia. Ngay sau khi phát hiện, NASA và các tổ chức khoa học trên thế giới đã cảm thấy bối rối khi không biết đây là thứ gì. Vậy hôm nay, Tốt Thú Vị mời các bạn cùng đi khám phá quả cầu lửa bí ẩn này. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Tốt Thú Vị các bạn nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Australia là một quốc gia nằm ở Nam Bán Cầu, người ta còn gọi với cái tên thân thuộc khác là nước Úc. Đây là quốc gia lớn thứ 6 trên thế giới về diện tích và cũng là đất nước chiếm toàn bộ một lục địa. Và mới đây, các cư dân phía Tây Australia đã làm náo loạn cộng đồng thiên văn học khi họ đăng tải những video quay lại cảnh tượng một quả cầu lửa màu xanh bí ẩn bay ngang qua bầu trời. Theo đó, quả cầu lửa màu xanh đã được nhìn thấy vào lúc 1 giờ sáng theo giờ địa phương, ngày 15 tháng 6 năm 2020. Theo những video được ghi lại, quả cầu lửa phát ra ánh sáng màu xanh sáng rực trên bầu trời. Qua đó, rất nhiều người dân đã ghi lại được cảnh tượng ngoạn mục này. Như các bạn có thể quan sát thấy trên màn hình, quả cầu lửa màu xanh bí ẩn lao ngang qua bầu trời với một vận tốc rất nhanh. Thời gian nó xuất hiện trên bầu trời khá lâu, chính vì vậy, sự xuất hiện của nó đã làm dấy lên những lo ngại của một vụ va chạm của các thiên thạch với trái đất. Ngay sau khi những video được đăng tải, rất nhiều các kênh truyền hình lớn trên thế giới đã đưa tin. Họ đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia về hiện tượng kỳ lạ này. Theo ABC News, thì các nhà khoa học cũng không chắc chắn vật thể nào đang bốc cháy trong bầu khí quyển để tạo ra cảnh tượng ngoạn mục này là cái gì. Theo các nhà quan sát, ban đầu lúc nó mới xuất hiện, nó có màu vàng với một cái đuôi ngắn chạy phía sau. Sau đó vài giây, quả cầu lửa lớn lên và tạo ra ánh sáng màu xanh. Một số nhà thiên văn học nghiệp dư đã suy đoán rằng vật thể này có thể là mảnh vỡ do con người tạo ra, có lẽ nó đến từ một vụ phóng tên lửa ở gần đây. Nhưng khi ABC News phỏng vấn Rennie Sayers, một đại sứ nghiên cứu tại Trung tâm Khoa học và Công nghệ Vũ trụ Trường Đại học Curtin, ông cho rằng điều đó dường như không thể xảy ra. Bởi vì khi rác vũ trụ bay trở lại bầu khí quyển của trái đất, chúng ta có xu hướng nhìn thấy giống như các tia lửa và chúng sẽ tạo ra những tiếng nổ. Còn hiện tượng vừa xảy ra, vật chất của khối cầu này có lẽ đang bị bốc cháy, chúng có thể là một thiên thạch. Sayers nói rằng quả cầu lửa trông giống như một thiên thạch ngoạn mục khác cũng đã được nhìn thấy ở Úc vào năm 2017. Quả cầu lửa năm đó bay trên bầu trời, nhưng thay vì chạm đất hoặc đốt cháy trong bầu khí quyển, nó lại bay ngược lại vào không gian. Và với quả cầu lửa ngày 15 tháng 6 vừa qua, có thể cũng là một cuộc chạm trán tương tự. Như chúng ta đã biết, vào năm 2017, một quả cầu lửa xé toạc bầu trời trên khắp nước Úc. Nó đáng chú ý vì thời lượng của nó kéo dài khoảng 1 phút rưỡi. Sau khi bay qua bầu trời nước Úc, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra đây là một thiên thạch. Nó tấn công vào bầu khí quyển của trái đất chỉ trong một thời gian ngắn, rồi nó lại lao ra ngoài không gian và không bao giờ quay trở lại. Những thiên thạch như vậy được các nhà khoa học gọi là những quả cầu gặm cỏ. Chúng chỉ sượt qua bầu khí quyển trái đất chứ không lao vào trái đất. Điều này có thể giải thích là do góc tiếp cận của thiên thạch với trái đất giống như một hòn đá bạn lia nó bay trượt trên mặt nước. Vào năm 2017, quả cầu lửa đó bay với vận tốc khoảng 56.000 km/h và nó đạt độ cao tối thiểu cách mặt đất khoảng 58,5 km. Các nhà khoa học ước tính nó là một thiên thạch có kích thước khoảng 12 inch tức 30 cm và nó nặng khoảng 60 kg. Nhưng đó là sự kiện vào năm 2017. Còn sự kiện ngày 15 tháng 6 vừa qua, nếu là thiên thạch thì có lẽ nó cũng đủ lớn để các nhà khoa học phát hiện ra. Theo NASA, những cuộc chạm trán với các thiên thạch trong không gian là rất phổ biến. Nhưng những thiên thạch đủ lớn để tạo ra một quả cầu lửa lại là rất hiếm. Còn với thiên thạch vừa được phát hiện trên bầu trời Australia, trước khi nó sượt qua bầu khí quyển trái đất, các nhà khoa học không phát đi bất kỳ một cảnh báo nào. Điều này có nghĩa thiên thạch này vô hình trước những hệ thống phòng thủ các tiểu hành tinh của các nhà khoa học. Nhưng cũng may mắn rằng nó chỉ lao vào bầu khí quyển một lúc rồi nó lại lao ra ngoài không gian. Nếu không chắc chắn các cư dân ở Tây Úc sẽ hứng chịu một hậu quả khôn lường. Theo các nhà khoa học,
Mỗi một ngày trái đất của chúng ta hứng chịu khoảng 48,5 tấn thiên thạch rơi xuống trái đất. Trời ơi, tôi có nghe nhầm không? 48,5 tấn thiên thạch một ngày, tức tương đương khối lượng của một ngôi nhà lớn. Nhưng đó là sự thật. Hầu hết các khối đá không gian sẽ tan rã hoàn toàn hoặc có kích thước chỉ bằng một viên sỏi khi nó bay qua bầu khí quyển của trái đất. Thỉnh thoảng mới có những thiên thạch có kích thước đủ lớn để tạo ra những quả cầu lửa ngoạn mục. Điển hình nhất là vào ngày 15 tháng 2 năm 2013, một thiên thạch đã lao vào bầu trời của nước Nga. Nó bay vắt ngang qua bầu trời trên dãy núi Ural và phát ra một vụ nổ lớn. Đây được coi là vụ nổ thiên thạch lớn nhất trong 100 năm qua. Nó được các nhà khoa học đặt tên là thiên thạch Chelyabinsk bởi vì nó rơi đúng vào khu vực Chelyabinsk của Nga. Và đây cũng là thiên thạch lớn đầu tiên được con người ghi lại những video. Năm đó, để tìm hiểu về các thiên thạch này, các nhà khoa học đã ghé thăm 50 ngôi làng trong khu vực và đã điều tra hàng trăm video được người dân ghi lại. Theo nhận định của các nhà khoa học, thiên thạch có kích thước khoảng 19 mét và nặng tới 12.000 tấn. Và khi nó đi vào bầu khí quyển của nước Nga, nó đã phát nổ thành những mảnh vụn nhỏ. Người ta tìm thấy một mảnh vụn lớn nhất có kích thước khoảng 1,5 mét và nặng tới 650 kg ở dưới đáy hồ Chibakul. Và hiện tại, nó đã được trưng bày tại Bảo tàng lịch sử địa phương bang Chelyabinsk của Nga. Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, nó tạo ra một làn sóng xung kích rất mạnh, làm vỡ toàn bộ cửa kính của các tòa nhà gần đó. Theo ước tính, có khoảng hơn 3.600 tòa nhà bị hư hại cửa kính, 1.200 người phải nhập viện. Vụ nổ gây ảnh hưởng cho một khu vực rộng khoảng 90 km. Các nhà khoa học ước tính rằng, tổng năng lượng của vụ nổ này tạo ra tương đương vụ nổ của 500 kiloton thuốc nổ TNT, gấp hàng chục lần so với các quả bom nguyên tử đã phá hủy Hiroshima và Nagasaki, bởi vì theo tính toán, mỗi quả bom đó chỉ có sức công phá tương đương 16 kiloton TNT. Nhưng rất may mắn, vụ nổ nó xảy ra trên bầu khí quyển cách mặt đất khá xa nên nó không gây thiệt hại về người. Nếu chẳng may nó phát nổ ở sát bề mặt của trái đất thì không biết rằng điều gì sẽ xảy ra tại bang Chelyabinsk năm đó. Qua đây chúng ta có thể thấy, khi một thiên thạch đủ lớn lao vào trái đất, nó sẽ gây ra một hậu quả rất nghiêm trọng cho sự sống trên trái đất. Nhằm tránh lặp lại sự tuyệt chủng loài khủng long cách đây 66 triệu năm, khi một thiên thạch với kích thước khoảng 10 km lao vào trái đất, NASA và các tổ chức khoa học đã thành lập các hệ thống phòng thủ hành tinh trước các mối đe dọa đến từ vũ trụ. Mục tiêu của lực lượng này là phát hiện và cảnh báo sớm các thiên thạch có kích thước đủ lớn để gây nguy hiểm cho trái đất và đưa ra kịp thời các phương án để ứng phó. Và mới đây, họ đã ứng dụng thành công trí tuệ nhân tạo AI vào hệ thống. Qua đó, các siêu máy tính được ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI sẽ tính toán khối lượng và tính toán khả năng các thiên thạch bị hút vào bởi từ trường của trái đất. Ngoài ra, AI sẽ ước tính khoảng thời gian còn lại trước khi các thiên thạch lao vào trái đất để các nhà khoa học có thể áp dụng các biện pháp đánh chặn. Tính đến thời điểm hiện tại, NASA và các tổ chức đã đưa ra được hai phương pháp chính để ngăn chặn thảm họa đến từ các thiên thạch và các tiểu hành tinh. Đó là tấn công phủ đầu bằng các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, hoặc tác động từ xa khiến các thiên thạch và các tiểu hành tinh đổi hướng bay lệch khỏi trái đất. Và mới đây, cơ quan vũ trụ của Mỹ, NASA, đang trong quá trình nghiên cứu phát triển giai đoạn quan trọng nhất của dự án thử nghiệm đổi hướng thiên thạch đôi Deimos. Đây sẽ là thí nghiệm mới nhất trong sứ mệnh bảo vệ trái đất khỏi các mối đe dọa của các thiên thạch vũ trụ. Dự kiến vào năm 2021, NASA sẽ thử nghiệm toàn phần hệ thống phòng thủ hành tinh mới thông qua việc phóng một tàu vũ trụ đâm vào thiên thạch có tên Deimos với tốc độ lên tới 6 km/giây. Tuy Deimos không phải là mối đe dọa với trái đất, các nhà khoa học NASA vẫn muốn thử nghiệm để xem việc đâm tàu có giúp chuyển hướng thiên thạch hay không. Được biết, Deimos dài khoảng xấp xỉ 800 mét và có một vệ tinh dài 150 mét. NASA dự định sẽ đâm tàu vào vệ tinh của Deimos tại vị trí cách trái đất 10 triệu km. Chúng ta hãy cùng chờ đến năm 2021 để chứng kiến xem kế hoạch của NASA có thực sự thành công hay không. Quay trở lại với quả cầu lửa xanh bí ẩn vừa xuất hiện trên bầu trời Australia. Có lẽ nó không đủ lớn và nó xuất hiện bất ngờ, nên các nhà khoa học không có bất kỳ một manh mối nào về nó. Cũng rất may mắn, nó chỉ ghé thăm bầu khí quyển của trái đất một lúc, rồi nó lại bay ngược lại vào không gian.
nên nó không gây bất kỳ một ảnh hưởng nào đến trái đất. Qua đây chúng ta có thể thấy, trái đất thân yêu của chúng ta ngày đêm luôn phải hứng chịu các mối đe dọa rình rập đến từ vũ trụ, mang tên các thiên thạch và các tiểu hành tinh. Mong rằng trong tương lai, chúng ta sẽ không phải tiếp đón bất kỳ một người khách lạ nào đến từ vũ trụ. Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá bí ẩn quả cầu lửa màu xanh vừa bay qua bầu trời Australia. Xung quanh sự kiện này vẫn còn rất nhiều các câu hỏi còn bỏ ngỏ đang chờ các nhà khoa học khám phá. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu thấy video hay, hãy like, share và comment bình luận của mình bên dưới video để ủng hộ Top Thú Vị các bạn nhé. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.